chào tất cả các bạn yêu cúng đến với kênh cúng Minh Trang, cúng cảnh Minh Trang. Chào cả nhà buổi sáng vui vẻ. Hôm nay mình tiếp tục thả các bạn lập tưởng cho vận động phơi nắng các bạn. Sáng nữa anh mình thả chúng ta lên phơi nắng với hai con khách. Cây hoa này lại nở. Thank you.
gái mà chơi 5 triệu rồi nó không dữ ghê. Sau khi hỗ trợ nó một tí xíu là được cặp cái này. Hai con của khách, một con còn một con các em vô cho cặp thêm. Không chúng mình ra hả mày? Bây giờ là con chua này nó không có sáng này nè, nó nắng đẹp nên là có chim hót cô gái xung quanh trường quá nhiều. Như mà một cục nãy giờ lâu ghê được.
cái con cổ lợn này nó đeo con sô la không, nó không có đeo không. Bông. Rồi, xong một cái này. Đâu nó mẹ hả? Buổi sáng hôm nay mình cho chúng cái đàn cúng ra phơi nắng, vận động tắm sáng, nhưng bất ngờ cuối cùng được hai cặp, một cặp thức khách thế này, anh đem thức khách với con sô cô la, tưởng đâu nó không có gì ở nhà nó cũng chịu luôn. Buổi sáng làm việc rất nhiều quá thế này. Ngủ quỷ. Mình tìm khoa đá nè. Thấy không? Cứ thả chơi thôi mà làm gì hết. Trời, con nó chịu luôn cả nhà, con thấy chịu luôn rồi. Đến cặp này nó cặp này nó không phải chịu luôn đâu. Hello, xin chào tất cả các bạn yêu thú cưng, yêu cũng còn đến với kênh Cúng Bánh Tre nha. Nè nè nè, lại đây nè, đây đây, lại lấy lấy sáng này còn khó khó này các bạn. Tiếp mà ngày nay là hoàn thành cái cặp cúng đen này.
thường này. Mắt nó không có đậm đâu. Nhìn là cái sức phôn cũng được. Còn biết cái đeo không, cái đeo xét cái đeo. Cái con này có khách mà nó cũng thân thiện với người. Đeo xét không quay được gì. Còn đi tìm mới nhốt về xảy ra nơi. Có đám khán giả mà nhìn em vui không? Khói thâm hả? Nằm bẹp ở đó. Mặt hay là cà phê giảm? Phải sợ mặt hay không? Xong rồi cả nhà. Kèm mỏi tay quá. Nãy rồi kèm cả 10 phút. Cái con này nó lên không sung lắm. Nên phải kèm. Mấy con tơ thì phải kèm mày hơn là sáng có con tơ cũng dính. Hello, xin chào tất cả các bạn yêu thú cưng. Yêu chúng con đến với kênh Cúng Bánh Tre nha. Thì hôm nay tiếp tục chơi với cái đàn búp cái này. Thả đàn búp ra. Hôm nay thả chung thôi. Hôm nay chia ra. Sáng thả tắc kênh. Chiều thả cái đàn búp này. Quay cho cả nhà xem nha. Đàn búp này có 3 đực. 3 đực 2 cái. Thì mấy con hôm trước mà đã có giống rồi nhưng mà chưa có đậu ở đây. Búp này thì đa số nó cũng rồi được không ơi? Thử đây. Được không? Cứ thả chơi thôi mà làm gì đó. Trời, con nó chịu luôn cái này, cái chịu luôn rồi. Cái mặt này. Rồi, được một cặp. Chúng thả chơi thôi mà được một cặp nữa rồi. Tính thả chúng cho chúng giao lưu buổi chiều thôi. Mình có không nghĩ là nó tới luôn rồi, nó tới nước luôn rồi. Có chút xíu thôi. Hôm nay không có thả chung nữa. Nó dính luôn rồi. Còn cái này đeo theo này. Bất ngờ thì chứ. Mình không có quay trực tiếp nữa. Quay cho mình xem.
chủ yếu mình ghi lại những cái thời gian để mình chăm sóc cúng, rồi có những cái sự chuẩn bị cũng như là theo dõi lại cái thời gian nó sinh sản thôi. Chủ yếu là tính quay chơi, quay thư giãn cho cúng buổi chiều, ai nhà ra cái nó dính luôn à. Hôm nay mấy con này lâu rồi quá, nó nhảy lên nữa. Hiệu quả ghê. Hôm nay là cặp này, cặp thứ tư rồi nè. Cặp thứ tư trong ngày rồi nè. Dắn con, trời ơi chơi gì mày... cặp đất cho mình ta. Quýnh mày bây giờ à. Thôi đi chơi đi. Đi chơi đi. Khè 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 gì. Tưởng đâu nay thả chơi thật thư giãn thôi. Ngày giờ đến cặp này nữa, cặp này nó không lấy chữ luôn đâu, bất ngờ thật á, có thở quá thì thở luôn ha, nay làm tự nhiên luôn, rồi xong, rồi tới cái cặp này kia, cặp sau nữa đây, nãy giờ cũng 7-8 phút rồi, rồi tới cặp kia nữa kìa, cặp kia dẫn nha, à. Rồi xong rồi. Đéo hoài, mình tính quay thư giãn cho cả nhà xem chết mà nó cứ nó đeo hoài rồi cái quay lên cái bắt đầu YouTube làm hạn chế clip, thực tế là chỉ cứ quay cảnh cho nó giao lưu với cho nó vận động thôi, nó cứ như vậy đó, nó bắt đầu nó ôm liền tới cái anh đó nè, các bạn kìa. Buổi chiều hôm nay làm việc rất là hiệu quả, cần cũng vận động thôi, hay về vận động có chút xíu mà nó lại dính nữa, đúng là tới công chuyện này thật chứ, rồi tới con này ta đứng chân vậy nè, không để thử dính nữa, con nào mà thấy nó có dấu hiệu bắt đầu thì có giống với con thôi. Ngủ quỷ, ngủ búp. Chiều quần quần thả chơi mình cuối cùng cũng định tập, bây giờ mình thử con kia coi rồi con như thế nào, mình muốn về xong mình thử được. Mà con cái nó cũng đứng luôn kìa. Nó đứng chân luôn rồi. Con cái không được sống làm gì làm nữa. Không được thì làm nhà hàng không được. Mà nó chia ra. Nó chia ra là con đực này nó đeo con cái kia chứ nó không có đeo, nó không có dành con này nó cứ... Kha. Năm con
Rồi, đây là thêm một cặp đó cả nhà. Rồi, cặp sau này phải kèm, mình phải hỗ trợ mới được. Chứ con cái nó không có chịu đứng như con kia, chứ mấy con đực nó cũng không có nên phải đỡ thôi. Buổi chiều hôm nay thả cái đàn búp này ra tính đâu lưu thôi, chúng ta nó vận động hôm nay cũng 2-3 ngày chưa vận động mà bất ngờ được hai cặp luôn cả nhà. Hai cặp thì bắt đầu tính từ thời gian này bắt đầu mình đi vậy đó, mình gửi lên thì mình xem như cái ngày hôm nay là cái ngày phối đầu tiên để mình canh 2 tháng sau để mình xem chúng có đậu thai không, phải chăm sóc thì đưa chúng vô những cái chỗ để chúng sinh sản. Nên mình quay lại mục đích là để cái mốc thời gian để mình có thời gian canh, tại vì mình ghi thì bây giờ mình quay lại cho nó chắc ăn. Thì cái clip thả cái cặp búp, cái đàn bông búp mặt xệ ra để cho chúng vận động thì đến đây là kết thúc video rồi cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ, bình luận và có cần cũng có búp lạp xưởng bù đồ thì liên hệ trại của mình nha. Giá cả hợp lý, phải chăng cho cả nhà có những đàn cúng con, những con cúng con dễ thương để cả nhà chăm sóc. Và một lần nữa cảm ơn cả nhà đã xem clip. Hẹn gặp lại ở clip tiếp theo nha. Hôm vậy thì buổi chiều hôm nay tổng kết là tới 3 cặp, tới 5 cặp thôi, 5 cặp luôn. Một ngày làm việc quá hiệu quả. Hôm nay được cả nhà nên tranh thủ thả chúng ra và có cái buổi làm việc. Một ngày, 2 buổi làm việc rất hiệu quả với 5 cặp. Bây giờ mình sẽ cho chúng vô thôi. Cái mặt con này mình thấy đã, nhưng mà nhỏ là đẹp dữ lắm rồi. Nó mà nó mập chút xíu nữa là cái mặt nó khỏi chê luôn đây nè. Rồi, bây giờ cho chúng vô thôi. 1, 2, 3 vô nè. Rồi, 1, 2, 3, 4. Ủa, mới có 3 hả? Còn 2 con vô cơ. Làm gì nữa vậy? Vô nè.